Long anh em ơi. Địch rồi anh em ơi. Long anh em ơi. Hàng to, hàng to, hàng to anh em ơi. Wow, wow, wow. Phê, phê, phê anh em ơi. Ở dưới đây, dưới đây. Địch rồi anh em ơi. Ui, đắm, đắm, đắm rồi anh em ơi. Ôi, rồi, 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 rồi anh em ơi. Hàng, hàng rồi. Ôi, đóng hàng rồi. Anh em ơi, có bắt thẩm con này có mấy cân. Quá phê luôn. Đây, có so với cái mặt của em ạ. Hi, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với Phương Thảo Viết Sinh. Hôm nay em đi câu nó hơi muộn một chút các bác ạ. Tầm này trưa rồi, bắt đầu chuẩn bị sang giờ chiều rồi. Trời nắng rất là gay gắt. Thì anh em mình nay vẫn đánh ở sông Giá thôi. Địa điểm quen thuộc và rất là đẹp. Hôm nọ em định ra đây là em câu năng C kết hợp với đánh đục ở đây. Nhưng mà mình chót đục cái lỗ trên kia rồi, nên là chắc phải hẹn cái chỗ này khi khác. Ở đây nhiều anh em cầu lắm các bác ạ. Đồ vất rất là nhiều luôn. Bãi này thì đánh kết hợp với năng C rất là tuyệt vời này. Đó. Nhưng mà chắc là mấy nữa thì em sẽ đánh ở trên này sau. Ủa này, nắng quá anh em ơi. Trời nắng chói chang luôn đấy. Nhưng mà đấy, anh em có thể nhìn kia người ta bơi rất là nhiều luôn. Đấy đoạn này đoạn ở đi em câu đoạn đục lỗ thì nó ngay đây. Ngay chỗ này các bạn. Đấy cũng có một đám bèo thì cực kỳ tuyệt vời rồi. Đấy, hôm nào anh em mình sẽ đánh ở đây một trận các bác nhá. Đánh ở đây và ném năng C về phía mạn bên này đi. Đây mình ném năng C phía mạn bên này, còn đâu mình đánh cái ổ lục ở đây chẳng hạn. Cũng rất là ok và tuyệt vời. Đây, quay cho anh em xem một chút khung cảnh ở cái chỗ này thôi. Còn ở chủ đạo anh em mình tiến thẳng chỗ vị trí câu đi. Ây da. Ui, cái gì vậy? Nó mắc kiểu gì thế vậy? Ủa kìa. Ủa nó cuốn kiểu gì đấy anh em này? Ôi giời. Làm rất căm mình. Ở cái nông này mà nó mà sâu sâu tí là quá, mà chỗ này nó nông anh em. Chỗ này nó mà sâu thì nắm cá chê lắm đấy. Anh em ta thẳng tiến tới vị trí câu nhá. Mấy ông kia đi đèn lờ. Ở đây hôm nay họ tập luyện bơi thuyền nhiều quá các bác ạ. Anh em ra xuống đồ nào. Vận chuyển cả chuyến đồ cũng hơi vất vả các bác ạ. Đến bây giờ thì 1:17 1:17 gọi là 13:17 đấy. Cần đâu. 13:17. Hôm nọ có bác bảo em là đục ổ thì bao lâu thì câu được. Thì thường thường em đục em nuôi chung là khoảng 4-5 buổi. Cũng có hôm có đợt thì câu ngay, nhưng mà nếu câu ngay thì nó không hiệu quả mấy. Cứ phải nuôi ổ các bác ạ. Nuôi ổ đánh nó hiệu quả hơn nhiều. Nó cuốn dây mắc hay kiểu gì đây. Càng nuôi lâu thì là cá nó sẽ càng cuốn hơn. Anh em đánh lục thì mục tiêu của mình là cứ phải nuôi ổ thật lâu và tìm cái chỗ nào nó thật sự được kín đáo anh em ạ. Chứ mà tìm mấy ổ nuôi bên ngoài các bố đấy vào có dí kích hết, xong rồi lại các ông ấy vào các ông ấy ngồi mất thì cũng rất là buồn. Tìm chỗ nào kín đáo các bạn. Hôm nay em đi em mang cả một cái chai đá luôn để nó tan nào uống, nhưng mà giờ nó chưa tan được, đang khát nước mà giờ chưa tan được tí nào luôn này. Kinh quá. Anh em để ngoài nắng cho nó tan nhé.
Đang thì khát nước mà nước còn chưa tan để uống này. Em vứt ngoài trời nắng luôn cho nó nhanh tan. Khát quá các bạn ạ. Trời mùa này rất là khô hanh ấy. Đi vận chuyển đồ vào tới đây khát khô cổ họng. Ui, ở đây 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 có đàn cá sụp con các bác này. Anh em nhìn thấy cá sụp ấy. Nó nhào hàng đàn luôn ở trên bèo này. Anh em ta đo thử nước xem nào. Đây đúng ổ giữa này. Nước này hình như nó sâu hơn nọ một tí các bạn, kéo chặn nuôi lên. Nó thủy triều các bạn, nó đang lên. Sâu hơn hôm nọ một chút. Ok, đẹp rồi đấy các bạn, đánh đúng lỗ này. Bèo mà có nhìn thấy là nó xô vào nhiều, nọ vớt cái lỗ to thế sao nó xô cũng một tí. Xà ổ các bác ơi. Ok. Vạch được anh em ạ. Bọn này tao cắm mường nó vào thôi. Này anh em ơi. Đây có nhìn này, vậy này. Vậy nó bé tí luôn này. Cắm mường. Vậy bé tí. Ôi giời anh em ơi. Úi giời. Úi giời anh em ơi. Cần cứng em cổ phát nó bay lên bờ luôn. Wow. Chấp nhỏ anh em ạ. Cổ phát bay luôn anh em ơi. Vào đây. Anh em ơi, con đầu tiên em giật phát nó bay lên trên bờ luôn. Cố tình để cho nó xuống nước nó dễ tí cho nó cảm nhận được này. Cảm nhận được nước. Không bảo không hiểu tại sao phát lên vào. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ôi giời. Con chép tự nhiên nó bé mà nó dễ khỏe hơn. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cũng bèo này. Con cá nó bảo không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng vừa đang ăn mồi ở đây mà. Một phát nó bay bờ.
đây rồi anh em ơi. Úi giời. Ui, chú cá con các bác ạ. Chim con, chim con. Này các bác ơi, một phát nó giật được chú cá chim con này. Con này vừa rồi chắc nó mở nụt áo đầm ra. Tống quả gớm thế. Không dễ được. Rồi bật xuống xem một sống không. Con nó tỉa rồi. Đỉnh rồi anh em ơi, đóng rồi anh em ơi, đỉnh rồi anh em ơi, đóng rồi anh em ơi, hàng to anh em ơi, wow wow wow, phê 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 anh em ơi, còn gì đây gì đây, rô 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 rô, wow wow, phụ tổ rồi anh em ơi, đẹp 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 đẹp, hàng cũ rồi, cũ rồi cũ rồi cũ rồi. À, đã qua nào ạ, wow wow. Ui. Ok. Con này bác bảo qua ở mấy cân, to thế này cơ mà. Úi. Đánh bây giờ đến tầm chiều muộn ấy, tầm này nó 5 rưỡi rồi. Từ lúc 1 giờ 5 rưỡi giờ được con này to nhất. Đóng mỗi phát lưng. Ui cái quả vảy này. Dã man đấy. Để vớt một cái lưỡi ra các bác ạ. À. Phê chưa các bác này. Ấy anh em nhìn này, con này nó cực kỳ to luôn. Cực kỳ rep này. Quạt mo quận cụ. Đúng là cá sông giá khác. Quá phê. Đo nhá. Bây giờ em đo thử cho anh em xem này. Này này các anh nhìn này, cái đuôi nó này. Cái đuôi nó như thế này cơ mà. Bằng gần bàn tay luôn. 20 40. Con này khoảng 50 55. Wow, em bê con này cho anh em xem cái độ khủng của nó. Wow. Quá là khủng khiếp luôn. À, anh em ơi, con này quá là khủng khiếp luôn. Cái khủng tỏ to thế này cơ mà. Các bạn nhìn này đúng. À, các bạn nhìn nó đánh một phát đúng đúng giữa người của nó. Kinh chưa? Quá đã. Quá khiếp luôn các bác ơi. Này to hơn cả cái mặt và miệng rõ. Ok. Anh em nhìn nữa đóng vảy này. Xuyên thủng luôn. Đúng phát mỗi phát là lưng. Con này quả đóng mỗi một nữa vào lưng. Quá chật nữa. Ai à, vảy to đấy anh em nhìn này. Anh em ơi các bác nhìn này. Bắt đầu trăng lên này. Trăng lên rất là to tròn luôn. Hôm nay em quay bằng cái máy góc rộng thì ra nhìn nó không to lắm. Cái này mà có cái máy này em zoom ấy, zoom con này trắng này rất là to các bác ạ. Tròn nữa. Nhìn rất là phê. Anh em ơi, trời bắt đầu tối om rồi các bác ạ. Em nên lấy cái củ sạc dự phòng. Hãy để cúp xe.
Em phải làm thêm quả đèn chiếu sáng và xe máy xuống các bác. Các bác nhìn này, sáng trưng một vùng luôn. Bây giờ thì là tối rồi, tầm 6-7 giờ rồi. Thì muỗi đốt đau lắm anh em ạ. Thì các bác nhìn tay em nó đốt sưng vù hết cả lên luôn. Muỗi đốt nó rất là đau luôn. Đấy, bây giờ phải làm thêm quả chiếu sáng cho sáng trưng lên. Hôm nay mỗi mình câu ở chỗ này cũng hơi sợ các bác ạ. Thời tiết bây giờ nó rất là tối đấy anh em nhé. Rất là tối đấy. Qua là cái khẩu độ của điện thoại nó sáng thì ra nhìn bầu trời vẫn còn sáng trưng. Bây giờ tối lắm rồi. Đây, ôi quả đẹp thế là chợt nhỉ. Như thế anh em ơi, phải tưởng quả thế mà chợt này, ăn vẩy các bác này. Đóng thủng hai vẩy to luôn. Nó là quả sâu thế này, ăn thủng hai vẩy to luôn mà chợt. Ôi, mới cay gì. Không, cái này chắc đánh sượt người, con này chắc phải sượt người anh em ạ. Phí quá anh em ạ, này chắc phải chép rồi. Đây rồi anh em ơi. Ui, đóng 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 rồi anh em ơi. Ui, rồi anh em ơi, hàng hàng rồi. Ui, đóng hàng rồi. Đóng hàng rồi anh em ơi. Đây rồi, đây rồi. Rô to anh em ơi. Ui, rô to quá. Úi trời. Ngon 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 luôn, đẹp quá đẹp. Đẹp quá đẹp các bác ơi. Ui, rô to chưa? Vào đây, vào đây, vào đây. Đưa, đưa luôn cần mỏ ra thôi. Đảo bỏ bành lên. Ui dồi ôi. Cái vợt này nó yếu quá. Ui. Cái vợt này xí đá quá, nào thay thay vợt mới nhầm. Nó mắc xíu ở đây này. Nó không lộ lộn được cái vành vợt ra. Chết rõ rồi. Rồi, ok anh em ơi. Con này to anh em ơi. Ui. To quá, to quá. Trời ơi, cha mẹ ơi, được hai con rô phi to cũng to. Vừa bỏ mất con to mới tiếc chứ. Đóng thùng gì các bạn. Quá đẹp luôn. Ui mẹ ơi anh em ơi. Này các bác ơi. Con này anh em bảo mấy cân. Đây. Ui đẹp người đẹp chưa bác này. Ui cá sông này. Quá về luôn. Quá đã luôn. Sợ thật. Con này nó ăn cũng ham mồi các bạn, nó đi bành 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 phát là nó dính quả dính mình dính luôn lưỡi luôn đây. Úi ôi. Con thứ hai to anh em ạ, vừa nãy nó vừa đấy được một con to ngang con này luôn,
quá đẹp luôn. Anh em ơi nhìn này. Ê, có bác thẩm con này mấy cân các bác? À, anh em ơi, các bác thẩm con này khoảng mấy cân? Quá phê luôn. Đây, các bác so với cái mặt của em này. Quả đấy. Mày. Quá đẹp. Đây này các bác, em chỉ để một cái đèn này để soi phao thôi anh em ạ. Chứ lúc nào lên cá mới bật đèn kia, chứ không mà mình soi xuống nước sâu với cá động sợ ấy. Đấy. Anh em chỉ làm cái đèn nhỏ nhỏ để soi cái phao để nhìn thấy coi nhá. Úi giời. Thôi bây giờ anh em ta thu đồ về các bác nhá. Em ngồi từ nãy giờ ở đây thật các bác là như thiêu thân luôn. Mũi nó chích mà rõ ràng mặc quần như thế này, thế quái nào nó đâm xuyên qua cả quần. Đau thì đau. Không được chịu được các bác, ngứa quá không chịu được. Hôm nay thì câu anh em câu cũng rất là ok. Đóng được hai con rufi to này. Một con chép này mới bong mất hai con to quá anh em. Một con thì giật một phát nên phải một con nó kéo cái vèo trong bụi. Không làm sao được anh em. Em còn đấy rất là tiếc anh em ơi, bò gì gì căng như thế mà còn đấy chắc là rách thịt. Em nghĩ là khả năng là nó đóng vào như kiểu là anh em đóng vào rìa mình của nó này, xong rồi nó gì căng phát là rách, chứ mà đóng đúng bụng hoặc đúng hầu thì một phát là lên ngay. Tiếc quá. Không sao được anh em ạ. Không sao, hôm nay anh em mình được hai rufi to mang về rất là ok rồi. Rô thì rất là khủng luôn này, có quả sạc dự phòng này, nó có đèn soi rất là hay các bạn, sáng luôn. Đi câu cái này rất là tiện nha. Thì, những con rô ở đây nó rất là to các bác ạ. Phê đấy. Lấy cái thùng là đổ thùng mang về các bác nhá. Ui trời, khiếp luôn anh em ạ. Các bác ơi. Đây anh em ơi, em bê so với các mặt của em các bác nhìn nào. Ô khiếp không? Wow, ok rồi. Được đôi con. Cái này em nghĩ chắc nó phải để được đôi cân rưỡi đến 3 cân. Đôi cân rưỡi. Cái này chắc khoảng 2 cân rưỡi này anh em ạ. Rồi vào thùng.